năm để được hỗ trợ mọi người nhé. Hỗ trợ kiểm tra hàng chính hãng, hỗ trợ tư vấn, hoặc là trong quá trình các anh chị sử dụng mà các anh chị cần thắc mắc gì á thì mọi người cứ kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp để được hỗ trợ nhanh nhất mọi người nhé. Vâng, trong cái video này thì em sẽ review và hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả cái khớp thang thọ mọi người nhé. Bởi vì trên thị trường thì nó đã có hàng giả rồi, cho nên là chúng ta xem qua cái video này thì chúng ta sẽ nắm vững hơn về cái kiến thức về sản phẩm và giúp cho các anh chị nhận biết sản phẩm tốt hơn và giúp cho chúng ta tỉnh táo khi mà chúng ta mua hàng mọi người nhé. Đây, cái hàng chính hãng khớp thang thọ ấy, đầu tiên là nó phải có một cái màng co để bảo vệ sản phẩm rất là chắc chắn như thế này, và quan trọng nhất ý là nó có cái tem mã cào này mọi người thấy không? Đó, cái tem này người ta ghi là tem chống giả của Smart. Smart là cái công ty đây. Là cái nhà máy sản xuất mọi người nhé. Đây, nhà máy sản xuất là công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Smart. Đó, còn cái thương nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ý là cái công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Nam Dương. Đó, cũng có trụ sở tại thành phố Hà Nội mọi người nhé. Thì cái hàng chính hãng ý thì nó phải có cái tem cào. Đó, cái tem cào tức là có cái chỗ cào để lấy mã số này. Cái chỗ này là cái lớp phủ bạc này. Mọi người lấy về ý, mọi người cào ra, sau chúng ta lấy mã số, sau chúng ta soạn tin theo cú pháp là AH mã số gửi 7039 là chúng ta sẽ kiểm tra được hàng thật hay là hàng giả mọi người nhé. Đây chính là cái chữ khớp thang thọ, chúng ta sờ vào thì nó sẽ là in nổi lên mọi người nhé. Mọi người sờ vào thì nó sẽ gờ lên. Đó, cái biểu hiện thứ hai nữa là cái mã vạch. Đó, ở đây nó phải có mã vạch nhé. Và chúng ta đang cái phần mềm iCheck về mọi người nhé. Đây này, iCheck. Đây, iCheck. Đây, mọi người nhấp vào. Sau đấy chúng ta đưa vào, chúng ta quét thôi. Khá là đơn giản mọi người nhé. Đây. Đó, nó sẽ hiện lên là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất với đơn vị sở hữu với iCheck. Đấy, một hộp khớp thang thọ hàng chính hãng luôn luôn có giá là 650.000 một hộp mọi người nhé. Mọi người lưu ý chứ còn trên thị trường nó có rất là nhiều hàng giả. Chúng ta mua không cẩn thận thì chúng ta mua phải hàng giả. Có thể chúng ta tiết kiệm được 100.000, 200.000 nhưng mà thực sự là rất là nguy hiểm bởi vì chúng ta không biết là chúng ta uống cái gì vào, nên theo em tốt nhất ý, thì mọi người cứ mua đúng hàng chính hãng, đúng giá. Chúng ta sử dụng thì sẽ an tâm hơn mọi người nhé. Đấy, thì cái khớp thang thọ này dùng rất là hiệu quả. Đó, và nói sơ qua về cái công dụng này, mọi người hãy nhìn qua cái bảng thành phần của sản phẩm nhé. Thành phần của nó 100% là thiên nhiên, không có tác dụng phụ. Đây mọi người nhìn này, nó là những cái thành phần mà dược liệu đông y. Đó, gia truyền nó rất là hiệu quả. Và đây có cái công dụng này, hỗ trợ làm giảm triệu chứng đau mỏi vai gáy, tê nhức chân tay, đau lưng, đau nhức các cái khớp. Đấy, đau thần kinh tọa do thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống và viêm khớp. Đấy, và mọi người lưu ý có một số nhá, nó không phải là thuốc và nó không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nhá. Và những cái người mà mẫn cảm với bất kỳ một cái thành phần nào trong cái bộ này thì chúng ta cũng không nên sử dụng. Đấy, đó là một số lưu ý mọi người nhá. Và mọi người hãy nhìn cái thành phần uy linh tiên này, nó chiếm đến 30g trong cái sản phẩm khớp thang thọ này. Thì uy linh tiên thì nó là rất là nổi tiếng trong cái việc mà hỗ trợ điều trị các cái chứng đau khớp do phong thấp. Đấy, hoặc là một số những cái chứng như là đau lưng, mỏi gối, thoái hóa đốt sống cổ, phong tê thấp, đau mỏi cổ chân, đau mỏi cánh tay, khớp háng, tay chân. Đó. Và hoặc là cái thành phần là tang ký sinh ý, thì nó cũng có cái tác dụng là bổ thận này, trừ phong thấp này, tăng cường gân cốt này, hỗ trợ điều trị các cái chứng đau nhức xương khớp do phong thấp, đau cột sống thắt lưng, đau cứng xương khớp, thoái hóa khớp hoặc là tăng huyết áp. Đấy, thì còn những cái thành phần khác ý, thì có thời gian thì chúng ta cứ lên mạng chúng ta tìm hiểu thêm nhé, bởi vì những cái vị thuốc đông y này ý, thì thông tin nó cũng khá là đầy đủ mọi người ạ. Đó, và cái khớp thang thọ này thì trên này cũng ghi rất là rõ đối tượng sử dụng này, người có biểu hiện đau mỏi vai gáy, tê nhức chân tay, đau lưng, đau nhức các khớp, đau thần kinh tọa do thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, viêm khớp. Đấy là những cái người mà gặp những cái vấn đề liên quan đến khớp đó, thì chúng ta sử dụng thì cái sản phẩm này nó sẽ rất là hiệu quả. Và đặc biệt là cái sản phẩm này thì đã được Bộ Y tế cấp phép theo cục an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế cấp phép mọi người nhé, để đảm bảo cái sản phẩm này được an toàn lưu hành trên thị trường, cho nên chúng ta là yên tâm. Đấy, và có rất là nhiều đài truyền hình đưa tin về cái sản phẩm này và rất nhiều người sử dụng cái sản phẩm này hiệu quả rồi, cho nên chúng ta yên tâm. Đó, và cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp bồi bổ khí huyết cho chúng ta nữa. Đấy, tăng huần hoàn máu, là nó tăng cường khả năng lưu thông khí huyết, ăn ngon ngủ tốt.
Đấy, và kích thích cái sự tái cơ cấu và cái khả năng chữa lành kỳ diệu của cơ thể chúng ta. Đấy, nó sẽ lưu thông kinh lạc, phục hồi sinh lý, hỗ trợ cái tình trạng tiểu đêm mọi người nhá. Đấy, và nó sẽ giúp là kích thích tăng sản xương, giúp cho xương chắc khỏe, vận động linh hoạt hơn mọi người nhá. Đó, thì cái sản phẩm này là nếu mà chúng ta không, nhưng mà cái người mà bị khớp ý, chúng ta không hỗ trợ sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ sớm ý, thì nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái biến chứng như là biến dạng khớp này, teo cơ này, nó tàn, thậm chí là tàn phế. Nên chúng ta lưu ý nhá, có những cái biểu hiện là chúng ta phải đi khám ngay và sử dụng những cái sản phẩm phù hợp để chúng ta dùng. Đấy, thì như vậy là hôm nay là Tâm Anh Group đã hướng dẫn rất là kỹ cho các anh chị phân biệt thật giả cái sản phẩm này rồi. Mà nếu các anh chị còn bất kỳ thắc mắc nào ấy thì mọi người hãy gọi trực tiếp đến số là 08. Và những cái người mà mẫn cảm với bất kỳ một cái thành phần nào trong cái bộ này thì chúng ta cũng không nên sử dụng. Đấy, đó là một số lưu ý mọi người nhá. Và mọi người hãy nhìn cái thành phần uy linh tiên này, nó chiếm đến 30g trong cái sản phẩm khớp khang thọ này. Thì uy linh tiên thì nó là rất là nổi tiếng trong cái việc mà hỗ trợ điều trị các cái chứng đau khớp do phong thấp. Đấy, hoặc là một số những cái chứng như là đau lưng, mỏi gối, thoái hóa đốt sống cổ, phong tê thấp, đau mỏi cổ chân, đau mỏi cánh tay, khớp háng, tay chân. Đó, và hoặc là cái thành phần là tang ký sinh ý, thì nó cũng có cái tác dụng là bổ thận này, trừ phong thấp này, tăng cường gân cốt này, hỗ trợ điều trị các cái chứng đau nhức xương khớp do phong thấp, đau cột sống thắt lưng, đau cứng xương khớp, thoái hóa khớp hoặc là tăng huyết áp. Đấy, thì còn những cái thành phần khác ấy thì có thời gian thì chúng ta cứ lên mạng chúng ta tìm hiểu thêm nhé, bởi vì những cái vị thuốc đông y này ấy, thì thông tin nó cũng khá là đầy đủ mọi người ạ. Đó, và cái khớp khang thọ này thì trên này cũng ghi rất là rõ đối tượng sử dụng này: người có biểu hiện đau mỏi vai gáy, tê nhức chân tay, đau lưng, đau nhức các khớp, đau thần kinh thọa do thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, viêm khớp. Đấy là những cái người mà gặp những cái vấn đề liên quan đến khớp đó, thì chúng ta sử dụng thì cái sản phẩm này nó sẽ rất là hiệu quả. Và đặc biệt là cái sản phẩm này thì đã được Bộ Y tế cấp phép theo cái bộ cục an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế cấp phép mọi người nhé, để đảm bảo cái sản phẩm này là được an toàn lưu hành trên thị trường, cho nên chúng ta là yên tâm. Đấy, và có rất là nhiều đài truyền hình đưa tin về cái sản phẩm này và rất nhiều người sử dụng cái sản phẩm này hiệu quả rồi, cho nên chúng ta yên tâm. Đó, và cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp bồi bổ khí huyết cho chúng ta nữa. Đấy, tăng tuần hoàn máu, là nó tăng cường khả năng lưu thông khí huyết, ăn ngon ngủ tốt. Đấy, và kích thích cái sự tái cơ cấu và cái khả năng chữa lành kỳ diệu của cơ thể chúng ta. Đấy, nó sẽ lưu thông kinh lạc, phục hồi sinh lý, hỗ trợ cái tình trạng tiểu đêm mọi người nhá. Đấy, và nó sẽ giúp là kích thích tăng sản xương, giúp cho xương chắc khỏe, vận động linh hoạt hơn mọi người nhá. Đó, thì cái sản phẩm này là nếu mà chúng ta không, nhưng mà cái người mà bị khớp ý, chúng ta không hỗ trợ sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ sớm ý, thì nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái biến chứng như là biến dạng khớp này, teo cơ này, nó tàn, thậm chí là tàn phế. Nên chúng ta lưu ý nhá, có những cái biểu hiện là chúng ta phải đi khám ngay và sử dụng những cái sản phẩm phù hợp để chúng ta dùng. Đấy, thì như vậy là hôm nay là Tâm Anh Group đã hướng dẫn rất là kỹ cho các anh chị phân biệt thật giả cái sản phẩm này rồi. Mà nếu các anh chị còn bất kỳ thắc mắc nào ấy thì mọi người hãy gọi trực tiếp đến số là 08.